Hai xin chào các bạn. Hôm nay Tammy sẽ được cùng các bạn làm một cái món bánh chuối nướng banana cake, Vietnamese banana cake. So, okay, we start. Làm món này thì mình cần có một cái chuẩn bị một cái đồ để nướng nướng bánh, một ổ rưỡi bánh mì. Đây là bơ các bạn, một muỗng rưỡi canh bơ. Đường thì gồm có là 4 ao đường để mình ngâm, mình ướp với chuối cho nó đỏ đó các bạn. Chừng khoảng một xíu muối thôi, một trái trứng, 2 muỗng potato starch, có nước dừa nè, sữa condensed milk đó, sữa condensed milk là giống như sữa ông thọ rồi đó. Bây giờ trong khi mình sửa soạn bắt đầu làm đó các bạn, thì mình nên preheat cái bếp lò của mình lên, tức là 350 độ ha các bạn, tại vì mình phải dặn nó lên cho nó nóng sẵn trước đi, rồi qua bên này mình chuẩn bị đồ làm. Trước hết là mình lột vỏ chuối ha. Okay. Đây thì Tammy đã cắt ra chỗ này là 17 trái chuối đó các bạn. This is 17 banana, the small banana like this Vietnamese banana. You can find it anywhere in the supermarket, Vietnamese Asian market. Bây giờ mình bỏ đường vô, mỗi một bên mình bỏ một nửa đường ha các bạn ha. Mình đảo nó lên, mình trộn nó lên nữa đó. Đó. Half and half. And then we can half and half sugar. Same thing with salt. Half and half salt. And then you just shake it up. Các bạn phải ướp chuối với đường khoảng nửa tiếng đồng hồ trước khi làm nha các bạn. Tại vì nếu mà làm như vậy thì cái trái chuối khi mà các bạn nướng ra nó mới đỏ. Còn nếu mà không là nó không có đỏ đâu các bạn ơi. Bởi vì các bạn phải cứ ướp chuối với đường vô. Đó. Các bạn nào muốn nhiều đường thì bỏ nhiều đường, các bạn nào muốn ít đường thì bỏ ít đường. Theo mình nghĩ như đây đường là đủ rồi, tại vì nếu mình làm ngọt quá thì ăn nó không có nó ngọt quá. For the bread, we should cut it, slice it first. Oh, I need the other knife. Better. There you go. This knife is better. Slice it first. Don't have to be perfect. Cắt nó ra các bạn ơi. Mình nghĩ là mình cắt nó ra thì nó mỏng ra đó các bạn. Nó mỏng mỏng ra. Chứ mình xé nó cái cục nó bự quá. Cho nên theo mày thích là cắt nó ra thì cái này nó mỏng nè. Đó. Thì một hồi nữa nó ngấm vô với lại đường, với lại nước dừa, với lại này nọ đó thì nó ngon hơn. Đó, mình cắt nó ra như vậy. And then you kind of like break it up a little bit after you cut it. Break it up a little bit. One can coconut. One can condensed milk. Mix the condensed milk and the coconut milk together. Butter, everything in one. This is all the liquid one. Eggs. Mix it all up before you put them in the bread. Flour, cái này là cái bột hồi nãy thêm mì đổ vô nó bị vón rồi đó các bạn, nên bây giờ mình phải đổ nó qua cái rây thôi chứ không có gì hết. Tại thêm mì không muốn làm mà có nước đó hết rồi. This is the flour. I put them in there so it look like they stick together, but you can go through
you know, this and then the drain, and then it's gonna be good. Everything fine. See? Everything look good now. No problem. They break out, but that's okay because you need them to be like stick it with banana. Right. Put it on the side. Bây giờ cái này các bạn đổ chút xíu dầu xuống đây cho nó khỏi dính. Cái này là tem mì chuyên môn để nấu ăn đó các bạn. À, mình quẹt cái ăn vậy đó. Cho nó khỏi cái dính chút nữa mình lấy cái bánh ra cho nó dễ. Just a little bit of oil. Just to make sure they not stick together. Đó, bây giờ mình xếp cái miếng chuối này vô. Tại cái miếng chuối này mình làm cho nó đẹp đó các bạn. Nhìn cho nó đẹp á. Khi mình đổ ra thì mình sẽ để nó lên trên mặt. Rồi bây giờ mình bỏ một lớp bánh mì hồi nãy mình làm đó. Đành đành nó là cho nó đều đều vô với nhau. Just a little bit left, you're gonna put it on top. Đó. Rồi còn cái nước đường nè, mình rắc nó vô luôn cho nó ngon. The juice that we do the banana, we should just put it back in here. Okay, cái mì bọc với bọc lại, bỏ vô nướng 1 hour, okay, 1 hour. Giờ thêm mì bỏ bánh chuối vô trong lò nướng khoảng 1 tiếng đồng hồ, lửa là 350 độ, nướng trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Okay, bánh nó gần được rồi nè các bạn, nướng nãy giờ đã 1 tiếng đồng hồ rồi đó các bạn. 1 hour, I bake it for 1 hour already. So, I think I'm gonna open the foil and then leave it in there for another 20 minutes. Mình lấy bánh ra khỏi lò mà mình đã biết là nó chín rồi đó các bạn. Thì mình nên đậy nó lại. Đậy nó lại để nó như thế này. Trong vòng là ít nhất phải là 1 tiếng đồng hồ hay 2 tiếng đồng hồ. Hay là để qua đêm cho nó nguội lại rồi mình mới đổ ra được, không thôi mình đổ ra là nó sẽ bể hết đó các bạn. Okay, after we take the cake out, we should cover up and wait until 1 or 2 hours or overnight. So the cake gonna get cooled down and then we will flip over, because if we do it now we're gonna break everything up. Okay, I show you when I flip over. Đó, cái bánh chuối nướng để
mình để mấy tiếng đồng hồ rồi đó các bạn, nó nguội rồi đó, mình flip nó ra, mình lấy nó ra. Cái này là cái mặt ở dưới, còn cái mặt ở trên nó là nó có bánh, còn cái mặt ở dưới nó mới lộ ra những cái miếng chuối hồi lúc đầu mình xếp vô trước đó. Đó, nó là như vậy đó. Rồi để Tammy cắt ra coi thử nó như thế nào ha. Đẹp không các bạn? Chuối đỏ thấy không? Mình ướp đường là nó đỏ rồi các bạn. Đó, cái này cái mặt ở dưới nè, cái mặt ở trên nè, bây giờ mình lật nó lại. Lật nó lại thì cái mặt ở dưới nó nằm, nó sẽ show những cái, nó sẽ có cái hình của những cái miếng chuối lúc đầu mình sắp vô đó. Đây, đó, đẹp không? Vừa ăn lắm các bạn, không có ngọt lắm mà cũng không có lạt, vừa ăn, béo, thơm. Thấy chưa? Nó dính gì lắm các bạn ơi, không có sợ là nó không có dính. Nó dính gì lắm. Đó, bạn thấy chưa? Đẹp không?